trừ một cái chữ ngắn gọn không? Nụ cười, con người nó nụ cười. Nguyên cũng vậy. Nguyên không biết tại sao vậy. Tại sao mà bà Harry đã nhấn cho Nguyên một cái ngay lập tức là cái nụ cười. Nó ngộ là chỗ đó đó. Đúng không? Chỉ cần chúng ta nói phó tổng thống là chúng ta có nụ cười. Và chúng ta hãy nhìn lại cái nụ cười nhan sắc của phó tổng thống. Tuyệt vời đúng không? Các bác ngắm cho kỹ đi nha. Các bác đừng có chảy nước miếng. Dạ mấy bác của Nguyên vậy chứ khoái lắm. Thì đâu phải mình ơn Nguyên nói hay chúng ta nói đâu. Chúng ta không phải là chúng ta chiêu chọc gì hết. Cho Nguyên nói, chúng ta nói một cách công tâm, chúng ta không có chiêu chọc cái gì hết. Nhưng mà khi chúng ta nhắc đến cô phó tổng thống này là chúng ta nhắc, chúng ta bỗng nhiên chúng ta nhớ cái nụ cười của cô ta. Vì cô ta cười thường xuyên, mà cười cũng là tốt mà, đâu có gì xấu đâu. Đúng không? Nguyên không có nói là cái nụ cười nó xấu, Nguyên chỉ nói là cái bỗng nhiên người ta nhớ. Nhưng mà cáo ai, cô chú anh cho biết là cô Harry này nó cũng đã lớn tuổi rồi. Đó, theo nguồn tin của ngày hôm nay là cô Harry được 60 tuổi. 60 tuổi là cái tuổi không phải là tuổi trẻ nữa. À, cô chú và anh chị em, 65 cuộc đời, người Việt Nam mình em ơi có bao nhiêu? 65 cuộc đời đó. Nguyên hát nhiều đây thôi, nếu hát nhiều bà con cô bác đã bỏ chạy diễn đàn hết. Người ta nói Nguyên ơi, sao con không làm ca sĩ, thôi bỏ đi. Nha. À, có thể nói là đối với người Việt Nam mình á, 60 tuổi là mình phải nói một câu khuyên là cũng là bà cụ rồi đó. Tất nhiên tuổi tác bây giờ nó không còn là quan trọng nữa. Chúng ta thấy chị Hai Nancy 80 mấy tuổi vẫn còn điều hành đảng Dân Chủ mà vẫn còn làm dân biểu một cách ngon lành cành đào. Thì so với bà Nancy thì cô quá trẻ luôn. Quá trẻ luôn. À, đúng không? Quá trẻ luôn. Nhưng mà cô chú anh chị em cũng biết rằng đó, thì cách đây không lâu thì cô Harry đã tấn công vào sức khỏe của bác Trump, cho rằng bác Trump lớn tuổi rồi. Trump lớn tuổi rồi. Nha. À, bà ta còn trình bày lên cái báo cáo sức khỏe của mình để mà bà ta khẳng định là bác Trump yếu hơn bà ta. Đó. Nhưng mà chúng ta đã thấy là cô Harry cũng không phải là người trẻ tuổi. Nha, cũng không phải là người trẻ tuổi. Wow. Nguyên không biết anh chị em nào mà chia sẻ tiếng Nhật mà sao người ta hiểu được. Yeah. Chắc là viết tiếng Nhật phải không? Nguyên cũng nhìn cái chữ viết từ xa, viết nguyên một trang dài, Nguyên nghĩ là viết tiếng Nhật. À, nếu mà tiếng Nhật thì cho Nguyên chào người Nhật là arigato. Đó, đó chị Nguyên chưa biết nhiều đó thôi, đừng hỏi nhiều nữa. Hỏi nhiều nó một hồi nữa là Nguyên sổ tàn là Toyota, Yamaha, Sushi, Wasabi không đó. Ok. Thì chúng ta nói về như vậy thì chúng ta biết được á, rằng là cái cô Harry năm nay cũng 60, tuổi tác cũng không phải là trẻ, cô chú và anh chị em nha. À, thì trong cái bối cảnh thì cái bầu cử của Mỹ nó cận kề, nó là sát dáng, nó đã khác. Thì ngoài cái khuôn mặt của Harry ra thì bác Trump nhà ta đã có cái gì nổi bật? Bác Trump nhà ta những giây phút cuối cùng chơi cái lá bài nào nổi bật để cho người ta nhớ? Đó. Bác Trump nhà ta lại, cô chú anh chị em, mặc đồ phục vụ nhân viên phục vụ tại McDonald's. Đó, bác Trump nhà ta chơi cái chiêu bài đó. Đó, phục vụ McDonald's. Đó, bưng đồ, xe chạy qua mua đồ. Bác Trump ra là người bưng đồ đưa cho người ta. À, đây là cái hình ảnh đó được cũng được loan tả ra rất là nhiều trong ngày hôm nay. À, trong cái hình ảnh mà bác Trump mặc cái đồ đồng phục nhân viên phục vụ ở tại mà Nguyên kêu là nhà hàng quốc tế McDonald's. Tại sao nhà hàng quốc tế? Chỗ nào cũng có hết. Nguyên nói thật với các quý vị là McDonald's đi nước nào cũng có hết. Chỗ nào cũng có McDonald's. Đó, nhà hàng quốc tế, nước nào cũng có, nghèo cách mấy cũng có McDonald's hiện diện. Nên là bác Trump nhà ta chơi cái chiêu bài đó để có một sự chú ý trong những cái giai đoạn Nguyên kêu là cận kề những giây phút cuối cùng. Và chúng ta biết được trong những vài tuần nữa ai sẽ là tân tổng thống của Mỹ trong thời gian sắp tới. Nói về hai ứng cử viên này thì cho Nguyên nói đó, gần đây nhất người ta cho là cái khảo sát là bà phó tổng thống đó ở cái vị thế hơi kém hơn một chút. Lý do không phải là bà phó tổng thống bà kém đâu,
cái vấn đề nó đã dẫn đến cái sự thất bại của bà phó tổng thống trong, người ta kêu là trong mấy tháng gần đây đó, những cái tháng cuối cùng đó, đó là bà ta đã chọn sai người phù hộ, xin lỗi, hộ tá cho mình. Sai người hộ tá cho mình. Đặc biệt là sau cái buổi tranh luận của hai vị phó tướng, thì người ta đã thấy rõ được là sự yếu kém phó tướng của bà Harry quá rõ nét. Và từ lúc đó thì cử tri của Mỹ đã nghiêng hẳn về đảng Cộng Hòa. Đây là những nhà chuyên gia người ta đánh giá cái điều đó. Không biết các quý vị có đồng thuận như vậy hay không? Các quý vị có thấy cái điều mà người ta đánh giá nó có đúng hay không? Người ta cho rằng là cái vấn đề mà gần đây nhất mà cái khảo sát cho biết là đảng Dân Chủ đang yếu thế là do cái buổi tranh luận vừa qua giữa hai vị phó tướng tranh luận vừa qua, chứ không phải là bà Harry với Park Chung nha. Park Chung với bà Harry thì tranh luận khá tốt đó. Bà Harry Nguyên thấy là có nhiều điểm rất là hay đó. Nguyên còn thấy bà còn có những cái xuất sắc hơn Park Chung nữa đó. Nhưng mà người ta đánh giá sau cái buổi tranh luận của hai vị đó rồi thì người ta thấy cái tranh luận của những người mình kêu là phó tướng đó, phó tổng thống tương lai đó, thì người ta thấy là đảng Dân Chủ quá yếu kém, không có đủ khả năng trả lời những câu hỏi quan trọng về vấn đề an ninh, về vấn đề kinh tế, ở nhiều vấn đề mà đảng Dân Chủ phải lặp đi lặp lại gớt vào trong cái trạng thái lúng túng. Và từ lúc đó thì người dân Mỹ đã thấy được là cái đường lối của đảng Dân Chủ nó không rõ và không đủ mạnh. Đó là những nhà chuyên gia người ta phân tích như vậy. Đối với Nguyên thì Nguyên không nghĩ như thế. Đối với Nguyên thì Nguyên nghĩ là người Mỹ đó, cũng ai cũng vậy, người ta cảm giác là đất nước Mỹ ở trong một cái giai đoạn nó suy thoái, nó yếu. Và người Mỹ họ đang cầu mong có một cái sự gì nó thay đổi. Và họ theo cái nhìn của người ta, nếu mà bà Harry bà lên đó, thì Mỹ cũng không có thay đổi gì lắm với chính quyền Joe Biden. Nhưng nếu bắt Trump lên đó, chắc là nó sẽ có một thay đổi lớn. Và nên là từ lúc đó người ta có một cái xu hướng là đặt cược trên một cái gián cược, là nghiêng về bắt Trump nhiều hơn để có cầu mong có một sự thay đổi nào đó. Nó thay đổi đất nước Mỹ và người ta chờ đợi một sự thay đổi mới mà thôi. Đó tất nhiên đây là vẫn là cái nhìn cá nhân của Nguyên. Còn những đánh giá của chuyên gia thì Nguyên mới vừa cập nhật cho các quý vị. Ngoài ra thì có một người mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Đó là ông nhà tỷ phú hàng đầu của thế giới, ông Elon Musk. Thì các quý vị biết là bầu cử đợt này ông Elon Musk ổng phải nói là ổng chơi một cái dáng hết mình với Park Trump luôn. Ổng chơi một cái dáng hết mình Park Trump. Có thể nói ổng là người bỏ tiền nhiều nhất cho Park Trump trong cái bầu cử đợt này. Ổng giúp đỡ Park Trump, có thể nói là bầu cử Park Trump hết mình. Ổng vận động, ổng kêu gọi, ổng bỏ tiền, ổng làm đủ thứ đợt này nha. Cái bầu cử đợt trước thì không. Cái bầu cử đợt trước, cách đây 4 năm về trước, thì ổng không có đứng về mặt Trump. Nhiều khi ổng còn những cái lời chỉ trích nữa. Nhưng bầu cử đợt này thì ổng nghiêng về mặt Trump một cách rõ nét. Chúng ta đã thấy được ổng đã xuất hiện ở nhiều nơi cái buổi meeting nói chuyện của mặt Trump. Gần đây ổng còn chơi lớn nữa. Ổng còn chơi lớn luôn. Ở tại thành phố Pennsylvania, ổng sẽ chia ra một ngày $1,000,000 ngẫu nhiên cho một người. Đặc biệt là không phải người nào ổng cũng cho, là những người đã từng ghi danh bầu cử và những người đã ký trong cái lá thư quyết định là bỏ phiếu sớm nè, ủng hộ đạo lực tu chính án số 1 và số 2 nè. Đó, thì bốc thăm ngẫu nhiên ổng sẽ cho mỗi ngày $1,000,000 cái người may mắn. Wow. Ông này đợt này ổng chơi lớn. Mà nhiều khi cũng ông tỷ phú gì cũng vui các rồi. Lâu lâu vậy cái lòng mình làm cử tri, mình đi bỏ phiếu thôi là mình có tiền được $1,000,000. $1,000,000 là một con số ước mơ của rất là nhiều người, thay đổi cuộc đời của mình. Đối với ổng, một nhà tỷ phú giống như ông Elon Musk, $1,000,000 là một con số nhỏ. Có thể đối với ổng trong đầu của ổng giống như mình là $1,000 gì đó hay là $10,000. Nhưng mà đối với một cái người bình thường, $1,000,000 là cả cuộc đời của họ đó. Cả cuộc đời của họ, các cô chú và anh chị em. Nên là đợt này thì ông Elon Musk, ổng đã có những cái hành động mà Nguyên nói, có thể nói là táo bạo. Nguyên phải dùng một câu táo bạo. Cái hành động của ổng mục đích đó là để cho, thứ nhất là để thúc đẩy cái quan điểm
bảo vệ tu chính án thứ 1, số 1 và số 2. Thứ hai là những thúc đẩy cái đạo lực bầu cử ở tại Pennsylvania. Các vị biết là ngày hôm nay người ta còn nói là tiểu bang Pennsylvania quyết định ai làm tổng thống Mỹ. Nguyên có biết có phải thật gì hay không thì Nguyên không rõ, nhưng mà nhiều khảo sát cho là như vậy. Đợt này mà Pennsylvania nghiêng về bên nào thì bên đó sẽ là tổng thống Hoa Kỳ. Nên là cái gián cược đợt này đặt ra tại Pennsylvania khá lớn, gián cược rất là to. Nguyên không biết là ông Elon Musk ông làm gì, rồi đảng Dân Chủ, nhà tỷ phú, những ai ủng hộ đảng Dân Chủ có chơi cái chiêu bài này hay không? Nguyên thích ở Mỹ là một cái điều gì không? Có thật mới giật được đạo. Ở Mỹ nó thực tế lắm. Ở Mỹ nó không giống như qua què giống như quốc gia khác. Ở Mỹ cái gì cũng sử dụng bằng tiền hết. Bầu cử anh muốn làm tổng thống cái gì? Anh có tiền không? Anh có đủ tiền ứng cử viên không? Anh có lý tưởng là tốt mà anh không có người ủng hộ bằng tiền bạc, anh không chính bản thân anh không có tiền thì khó thể nào anh làm tổng thống lắm. Bởi vì cái điều là người ta làm tổng thống không phải vì tiền, vì người ta đã có tiền rồi. Vì thường á, người Mỹ họ ta có xu hướng là cái người có tiền đó thì họ đã có tiền rồi. Mục đích của họ làm tổng thống không phải là vì tiền. Nên là chúng ta thấy được cái bầu cử của Mỹ nó tốn kém kinh phí khủng khiếp. Nguyên phải nói là cái tốn kém kinh phí khủng khiếp luôn. Cái điều mà Nguyên thấy gần đây nhất thì cô chú anh chị em cũng có thấy là ông Elon Musk ổng bắt đầu nghiêng về, bắt đầu ổng xuất hiện trong chính trị. Các quý vị có nghĩ là Elon Musk sẽ là ứng cử viên cho cái nhiệm kỳ kế tiếp của Mỹ hay không? Sau 4 năm này, có nghĩa là chúng ta 2024-2028, năm 2028, theo các quý vị là năm 2028, ông Elon Musk có thể là ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ hay không? Theo cái nhìn của các quý vị, ứng cử kế tiếp, bầu cử kế tiếp, cái này thì hết tính rồi. Nguyên nói là bầu cử kế tiếp đó. Theo các quý vị là có không? Elon Musk có dấn thân, bước thân vào chính trị. Nguyên thấy có nhiều ha, nhiều cô chú anh chị em đó có bà con nói không nhưng có. Có nhiều. Bây giờ Nguyên hỏi một cái câu là các quý vị, nếu là 4 năm nữa, tất nhiên là bắt Trump còn có một nhiệm kỳ, nếu bắt Trump thắng đi nữa thì bắt Trump cũng ở 4 năm là kết thúc. Thì thứ nhất là bắt tuổi bắt Trump cũng lớn rồi, mà cái luật pháp của Mỹ nó cũng là như vậy, và chúng ta tuân theo cái hiến pháp một vị tổng thống chỉ có được 2 nhiệm kỳ. Vậy theo các quý vị có ủng hộ ông Elon Musk trở thành tổng thống của Hoa Kỳ không trong tương lai? Cái nhìn của các quý vị bây giờ, ông ta là một doanh nhân, một thành công, đặc biệt là ông ta là những cái người chạy đua với công nghệ. Sự sáng kiến của ông ta về công nghệ có thể nói là có 1 không 2. Trung Nguyên nói là một mình ông Elon Musk, an ninh vệ tinh của ổng hơn một quốc gia, một mình của ổng bằng cả đất nước Mỹ. Vệ tinh của ổng đó, vệ tinh của tập đoàn SpaceX của ổng bằng cả cái quốc phòng của Mỹ. Và so sánh những quốc gia khác là một mình ổng là hơn những quốc gia dư sức qua cầu khỉ. Nguyên thấy ủng hộ ổng cũng nhiều chứ. Hèn, ủng hộ ổng cũng nhiều đó. Nguyên thấy là mấy bác là cũng quan nghênh ông Elon Musk trong những năm kế tiếp dấn thân và trong chính trị. Các vị biết là ông Elon Musk thì có nhiều người hâm mộ ổng về vấn đề sự thành công của ổng, về vấn đề trong vấn đề kêu là kiếm tiền. Nhưng cũng có rất là nhiều người phản ảnh rất là nhiều đời sống của ông Elon Musk. Rất là nhiều, cho là đời sống của ông là một cái đời sống khá là buông thả, đời sống không có nguyên tắc, vân vân. Tất nhiên người yêu và người ghét thì lúc nào nó cũng đi song song. Các quý vị càng nổi tiếng thì sẽ có người yêu mến các quý vị rất là nhiều, và các quý vị cũng sẽ có người ghét các quý vị một cách cài gạt đằng. Nhưng nói về chung chung thì đối với Nguyên, Elon Musk là một nhân tài. Nếu một ngày nào đó ông ta dấn thân trong chính trị thì Nguyên cũng sẽ là người thấy rõ là người này có thể thay đổi được đất nước Hoa Kỳ. Người này có khả năng đem đất nước Hoa Kỳ với trong một cái kỷ nguyên mới. Đó, cỡ này là Nguyên lụm cái câu của bác Tô Lâm mà kỷ nguyên. Kỷ nguyên vô Nguyên xài. Cận kề của Mỹ rồi.
cận kề của Mỹ rồi. Bây giờ Trung Nguyên nói với các quý vị là nếu nha, cái chữ nếu thì nó thực tế nó nghe nó rất là khó nghe. Nếu bầu cử được này, bác Trump, bác không thắng cử được. Vậy các cô chú anh chị em ở trong diễn đàn của chúng ta, Nguyên nói là phần lớn 90%+ ủng hộ bác Trump, ủng hộ đảng Cộng hòa. Mấy cô chú anh chị em có thừa nhận cô Harry, một cái nhan sắc tuyệt vời, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ hay không? Có chấp nhận điều đó hay không? Hay là is it my president? Cái câu người Mỹ nói cái câu này rất là nhiều nghe. Nghe is it my president? Cái câu Nguyên nói tiếng Mỹ là bởi vì cái câu này Nguyên nghe rất rất là nhiều. Tới bây giờ bầu cử của Mỹ đã trôi qua, sắp sửa một cái nhiệm kỳ mới, có rất là nhiều người Mỹ vẫn nói không, Joe không là tổng thống của tôi. Đó là Nguyên sẽ đặt một cái hỏi, cái chữ nếu. Tất nhiên là không ai muốn chuyện nó xảy ra, nhưng mà cuộc đời không ai biết chữ ngờ. 30 chưa phải là Tết, chuyện gì xảy ra trong bỏ phiếu đợt này chẳng có ai rõ. Nguyên chỉ muốn hỏi cái tâm trạng của cô chú anh chị em, đặc biệt là mấy bác ở người ở Hoa Kỳ, giờ này xem Nguyên cũng khá nhiều ở Mỹ. Mấy bác có chấp nhận cái điều đó hay không? Nguyên thấy rồi mấy bác quá trực. No, chết rồi. Chết. Cái điều này điều là Nguyên đang rất là lo. Rất là lo. Vì Nguyên đang sợ cái bầu cử của Mỹ nó đến một cái giai đoạn bế tắc. Đó là hai đảng không đảng nào chấp thuận hết. Dù kết quả là như thế nào thì hai đảng đều phản đối cái kết quả hết. Cái điều đó là cái điều tồi tệ nhất mà Nguyên không muốn nó thấy ở tại Hoa Kỳ trong những ngày kế tiếp. Nó không quá cận kề. Đó là cái điều mà Nguyên không muốn thấy nhất. Vì tại sao vậy? Vì ai lên làm tổng thống đi nữa ở tại Mỹ đó, thì cái trật tự an ninh của Mỹ nó vẫn có thể dàn xếp được. Dù bác Trump hay bà Harry lên thì vấn đề Ukraine thì Mỹ cũng gánh vác một cái vai trò nào đó ít hay nhiều. Vấn đề của Đài Loan thì Trung Quốc cũng sẽ e dè Mỹ dù ai lên ít hay nhiều cả. Nếu là bác Trump lên thì Trung Quốc sợ hãi nhiều hơn. Nếu bà Harry lên thì Trung Quốc sợ ít hơn mà thôi. Nhưng nó vẫn có sự hiện diện của Hoa Kỳ ở đó. Nhưng nếu đất nước Mỹ ở trong một cái vị thế mà không có người lãnh đạo, tất nhiên đất nước Mỹ không bị lệ thuộc về một người. Đất nước Mỹ có hiến pháp, chúng ta đều biết, có tòa án tối cao, chúng ta biết có hạ viện, thượng viện. Cái điều hành của bộ máy chính trị của Mỹ nó hoạt động rất là tốt. Nhưng nội bộ của nước Mỹ nó không thống nhất thì khó thể nào quyết định những cái quyết định chính xác. Vì khi lúc đó nó phải thông qua quốc hội, mà quốc hội hoàn toàn không có ngã ngũ, thì có những quyết định các người biết nó sẽ không bao giờ chấp thuận được. Thì những vấn đề nóng ở trên thế giới nó không bao giờ giải quyết một cách nhanh gọn lẹ được. Và cái điều đó sẽ tạo ra cơ hội cho những cái thế lực mà đang chờ cơ hội đó, chính là Trung Quốc, Đài Loan, nguy hiểm, hay là uy hành. Nên là cái điều mà Nguyên hỏi các quý vị, cái khảo sát ở trong diễn đàn đó là cái điều Nguyên sợ nhất, là đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa hai bên đều không thừa nhận. Và lúc đó cái lá phiếu không có tổng thống. Không có tổng thống. Và quốc hội là người điều hành đất nước. Mà khi lúc đó đảng phái quốc hội thì nó đang không có thống nhất. Mỗi lần bỏ phiếu nó không giải quyết vấn đề. Thì lúc đó mới là nguy hiểm cho Đài Loan và Ukraine. Cho Đài Loan và Ukraine. Nên tại sao Nguyên nói cái bầu cử đợt này đó, giữa Ukraine và Đài Loan, họ bị trói buộc với vấn đề của Hoa Kỳ. Nên là cái điều đó là cái điều mà Nguyên không muốn xảy ra. Đối với nhiều thế lực, mấy bác Red Bull thì khoái cái điều đó lắm. Bây giờ mấy bác Red Bull á, có đồng ý không? Mỹ mà xảy ra chuyện gì đó, mấy bác Red Bull nó khoái vui lắm. Nguyên không biết có cái gì để mà mình vui. Nguyên không hiểu được cái điều đó. Các người biết là mỗi lần Mỹ xảy ra bất cứ một cái chuyện nhỏ nào đó, những cái chuyện gì mà nó, cái hình tượng của đất nước Mỹ nó không được tốt, là ngay lập tức là báo Việt Nam đưa một cách rầm rộ, mà đưa với một cái tư thế là vui mừng. Ai vui mừng á? Ai vui mừng?
đưa với một tư thế rất là vui mừng. Nên là đối với Nguyên, cái bầu cử đợt này nếu mà đất nước Mỹ xảy ra hỗn loạn đó, đó là một cái điều cực kỳ là xấu cho chúng ta. Nó không phải chỉ có xấu cho Đài Loan không, mà xấu cho cả luôn đất nước Việt Nam chúng ta. Vì đất nước Việt Nam chúng ta hiện bây giờ tuy rằng chưa bao giờ thừa nhận, nhưng chúng ta đang lợi dụng Mỹ để bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Nguyên nói thẳng luôn, Việt Nam mình đang lợi dụng Mỹ để bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Mình không dám lên tiếng với Trung Quốc. Và mình cứ lợi dụng cái sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông và những cái thế lực khác lên án Trung Quốc. Mà Mỹ bị bận rộn vấn đề nội bộ thì Mỹ làm gì có thời gian rảnh để mà xen vào chuyện Biển Đông của chúng ta. Đó, chứ không phải một mình Đài Loan không. Trong Nguyên nói là không phải một mình Đài Loan không đâu. Cái sự thiệt hại vấn đề an ninh của Mỹ, nội bộ của Mỹ, nó liên lụy đến chủ quyền biển cả của chúng ta. Vì Mỹ đâu có thể nào mà ba đầu sáu tay, tôi phải lo cái vấn đề nội bộ, tôi phải lo vấn đề Trung Đông, tôi vẫn lo vấn đề Ukraine, rồi tôi có thể làm lo vấn đề Đài Loan. Nên là tuy rằng Mỹ có khả năng khí tài quân sự khá là hùng hậu, gần đây thì người ta đặt một câu hỏi là Mỹ có thể cầm cự tiếp tục viện trợ cho Do Thái, viện trợ cho Ukraine một thời gian dài hay không? Kho vũ khí của Mỹ có đầy đủ hay không? Mỹ đang gặp khó khăn hay không? Tất nhiên là cái kho vũ khí của Mỹ nó có phần giảm bớt đi trong thời gian vừa qua yểm trợ cho Ukraine. Nhưng cho nó Nguyên nói thẳng nha, nó chẳng xi nhê gì hết. Nó chẳng xi nhê gì hết. Mỹ giúp đỡ cũng là những vũ khí cũ không? Những vũ khí mà Mỹ nó thực tế với các cơ vị nó cũng là nằm trong những vũ khí lỗi thời của Hoa Kỳ bây giờ. Canon M777 bây giờ nó Canon nó đã cũ rồi, cái model nó là đời ông cố lỷ nào rồi. Abraham 1, Abraham 2 cũng không phải là lẫn lộn xe tăng mới của Hoa Kỳ bây giờ nữa. Thực tế những cái quốc gia châu Âu mà nó thật nó thẳng luôn á là phần lớn họ viện trợ là toàn là những vũ khí, phần lớn đó là những vũ khí lỗi thời. Gần đây mà bơm mà Mỹ viện trợ đó là bơm kêu là bơm trùm đó, cũng là những loại bơm mà Mỹ không có sử dụng. Mỹ viện trợ cho Ukraine. Tất nhiên là viện trợ cho Ukraine thì có một sự hao mòn, nhưng cái khả năng sản xuất của Mỹ nó sẽ bù đắp lại. Và đặc biệt là đạn dược, những kho vũ khí mới của Hoa Kỳ đều là vũ khí mới hết. Và hỏi là Mỹ có đủ khả năng yểm trợ cho Do Thái và cho Ukraine hay không? Dư khả năng. Nhưng cái vấn đề của Mỹ nó không nằm ở vấn đề ở ngoại giao dòng ngoài. Cái điều sợ nhất mà Nguyên vẫn nhớ cái lời nói của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là kẻ địch của Mỹ nó nằm ở trong đất nước Mỹ. Không ai xâm lược đất nước Mỹ hết. Nó nằm ở trong cốt lõi của đất nước Mỹ. Đặc biệt là trong giai đoạn này. Trong cái giai đoạn mà hiện bây giờ thì tình trạng chính trị nội bộ nó đang ở trong cái giai đoạn khá là nguyên kêu là khá là xấu. Có nhiều người cô chú anh chị em có một cái suy nghĩ rất là tích cực, mà suy nghĩ này cũng tốt lắm. Mấy bác ơi đừng có lo Nguyên ơi, đất nước Mỹ thấy như vậy chứ đụng chuyện là họ đoàn kết lại à. Họ sẽ bỏ qua những khiêm khích và họ sẽ đoàn kết lại nhau để mà giải quyết vấn đề. Cái đó, cái suy nghĩ của bác nghĩ như vậy đó, nó không có sai đâu. Nhưng suy nghĩ đó là đúng chứ không có sai. Đó là cái cốt lõi của người Mỹ. Đó là người Mỹ xưa kìa. Người Mỹ xưa. Cái cốt lõi của người Mỹ xưa các quý vị. Nhưng Mỹ xưa chứ Mỹ nay nó không giống nhau. Giống như Nguyên nói là cái cốt lõi Pháp xưa chứ cốt lõi Pháp nay giống nhau. Trời ơi, đàn ông Pháp nó lịch sự lắm. Pháp nó lịch thiệp lắm, Pháp nó nói chuyện nhẹ nhàng, văn minh lắm, đó là Pháp xưa. Chứ Pháp nay trời ơi, nó mất lịch sự thì khủng khiếp luôn. Nó lai hết rồi, nó lai hết luôn, thì Mỹ cũng vậy. Cái tư tưởng của người Mỹ xưa nó khác với tư tưởng của người Mỹ nay. Xưa với nay nó không giống nhau các cô chú và anh chị em. Thế giới chúng ta nhìn lại đi, xưa dưới nay nó khác lắm. Nguyên là người ở châu Âu là Nguyên thấy cái quan điểm của người châu Âu nó thay đổi rất là nhiều trong mấy chục năm gần đây. Và cái sự đoàn kết dân tộc nó hình như nó đã hoàn toàn không có nhiều nữa. Nên là có nhiều người cô chú anh chị em suy nghĩ tích cực là ở Đức Mỹ như vậy đó, nó như sẽ đoàn kết. Nhưng đối với Nguyên đó,
đó là Mỹ xưa. Mỹ xưa nhưng Mỹ nay thì khó ạ. Mỹ nay hơi khó lắm á. Mỹ nay hơi khó lắm. Đó là chúng ta cứ cầu mong đi, cầu mong cho là đất nước Mỹ không có xảy ra biến cố gì. Mọi sự việc, cái bầu cử đợt này nó vẫn trôi chảy một cách tốt đẹp mà không xảy ra biến cố. Vậy thì Đài Loan cũng sẽ được an tâm và Ukraine cũng được an tâm. Ai làm tổng thống thì là người dân Hoa Kỳ quyết định. Định mệnh của đất nước nằm trong cái lá phiếu, và Nguyên cũng có một cái câu chân thành là chúng ta tôn trọng lá phiếu. Tôn trọng lá phiếu. Và chắc chắn là sẽ có nhiều người sẽ cho rằng là cái bỏ phiếu sắp tới đây, không biết ai thắng ngày bài, sẽ cho rằng cái bỏ phiếu nó có vấn đề gian lận, chắc chắn không thể nào tránh khỏi. Nguyên bảo đảm điều đó luôn. Nhưng mà các người cũng biết mà, cái điều đó sẽ chắc chắn sẽ xảy ra. Chắc chắn sẽ xảy ra trong cái bỏ phiếu đợt này. Dù ai lên làm tổng thống thì bên kia cũng sẽ nói dùng cái chiêu trò đó. Họ sẽ dùng cái chiêu trò đó để mà họ phản bác lại và để họ không chấp nhận cái kết quả bỏ phiếu. Nguyên mong là người dân Mỹ, họ đặc biệt là cử tri của Mỹ đó, họ có trách nhiệm bổn phận và chúng ta có trách nhiệm kiểm duyệt những lá phiếu của mình. Và một cái lời chân thành là các quý vị bỏ phiếu cho ai, nhớ chụp tấm hình lại, lưu lại, chứng thật lại để chúng ta có một cái bằng chứng. Nhiều khi bỏ cho ông A mà nó trở thành ông B, không biết chăng. Sau đó chúng ta khiếu nại mà chúng ta không có bằng chứng thì không thể nào khẳng định được cái gì. Nhớ đi bỏ phiếu hay là bỏ phiếu sớm cũng vậy. Bỏ phiếu qua thơ hay bỏ phiếu gì đó, các quý vị nhớ chụp hình trước để lấy làm một cái bằng chứng. Khi lúc đó cái kết quả mà chúng ta điều tra trên mạng nó không đúng ăn khớp những gì chúng ta bỏ, thì chúng ta có một cái bằng chứng để mà chúng ta khởi tố và chúng ta sửa lại cái lá phiếu của mình cho nó trúng đắn. Nhiều khi một cái tiểu bang chỉ có vài lá phiếu thôi, nó cũng đã thay đổi cuộc chơi, một tương lai của một vị tổng thống, các quý vị. Nên nó rất là quan trọng, hãy nhớ thận trọng điều đó. Đó là bản tin liên quan đến Mỹ ngày hôm nay. Nói đến Mỹ cỡ này thì các quý vị biết nó cận kề, Nguyên cũng đang hồi hộp lắm. Nguyên nói thật, Nguyên cũng đang hồi hộp lắm. Nguyên đang hồi hộp lắm. Đối với Nguyên thì Nguyên mong bắt châm lên. Vì đối với Nguyên là Nguyên cần cái sự thay đổi. Đặc biệt là Nguyên đang cần sự sức mạnh của Bắc Trâm để nhúng tay vào vấn đề của Biển Đông, đặc biệt là vấn đề của Đài Loan. Vì đối với Bắc Trâm có tiền là được, đối với Bắc Trâm cái gì nó cũng công bằng, cái gì nó cũng cái giá nó phải trả. Giống như bài phát biểu của Bắc Trâm đó, nếu Đài Loan muốn bảo vệ thì chi tiền nhiều hơn. Thì cái điều đó thì đối với Nguyên đó là một sự công bằng. Một sự công bằng. Mà cái điều đối với Nguyên á, cái gì mà dùng tiền được á, thì cứ nên dùng. Vì dùng tiền á, chúng ta không có mang ơn mang nghĩa, nó khỏe lắm. Dùng tiền để trả nó không có mang ơn mang nghĩa, không có tình cảm, nó khỏe lắm. Có tình cảm, có ơn, có nghĩa vô là nhức đầu lắm. Vì cái ơn nghĩa trả hoài nó không có hết. Trả hoài nó không có hết. Trong cuộc đời của Nguyên cũng có lúc khó khăn, những người đã từng giúp đỡ Nguyên, bây giờ Nguyên trả ơn họ hoài, Nguyên trả cũng không có hết. Còn những cái vấn đề mà Nguyên sử dụng bằng tiền để mà Nguyên làm việc thì hết rồi thôi, công việc là tôi trả tiền thì hết đó. Nhưng mà nhiều khi tiền là chuyện nhỏ, mà chuyện lớn là chúng ta không có tiền nó mới là chuyện lớn, chứ có tiền là chuyện nhỏ. Nhưng mà đối với Đài Loan thì Đài Loan có khả năng kinh tế. Đài Loan có khả năng kinh tế, Đài Loan có tài chính, Đài Loan có tiền, nên là Đài Loan có thể dùng đồng tiền của mình để tự bảo vệ mình, vậy là tốt nhất, không còn mang ơn mang nghĩa ai hết, phải dùng tiền để bảo vệ. Thì nếu Bắc Trâm lên và Bắc Trâm thực thi theo cái lời nói thì đối với Nguyên không có bên nào có hại hết, hai bên đều có lợi. Mỹ thì có cái nguồn thu nhập, Đài Loan thì được cái sự bảo vệ, đây là một sự trao đổi công bằng và hai bên đều có lợi, đúng không? Thì lúc đó Trung Quốc mới là người khó xử. Với cái đường lối chính trị của Bắc Trâm thì Trung Quốc không biết phải ứng phó như thế nào. Thì lúc đó Trung Quốc mới là người khó xử. Thì đối với Nguyên là Nguyên chờ đợi Bắc Trâm lên tổng thống là như vậy. Còn cô Harry thì không có, đối với Nguyên thì cổ lên thì không có sự thay đổi lớn vậy thôi.
Cái lý do mà Nguyên không thấy cần phải thiết phải ủng hộ cổ là bởi vì không thấy cổ đưa ra một cái quyết đoán nào trọng tâm hết. Có nghĩa là tới bây giờ với Trung Quốc cũng vậy thôi. Và với Nga thì cổ cũng vậy. Cổ không có một sự quyết đoán nào cả. Cái đường lối của cổ giống như đường lối cứ tiếp tục mềm mỏng như vậy. Tiếp tục cứ kéo dài giống như dây thun căng thun lợi, căng thun lợi. Và nó cứ tiếp tục như vậy, nó không có một sự quyết đoán. Và nếu như vậy thì nó sẽ chẳng có lợi cho Đài Loan trong thời gian dài. Vì Đài Loan phải cần có một cái sức mạnh yểm trợ mãnh liệt. Nguyên nghĩ bây giờ là mấy chục người dân của Đài Loan hiện bây giờ là họ cầu mong Bắc Trâm lên làm tổng thống lắm. Nguyên nghĩ là bây giờ mấy chục triệu dân, người dân Đài Loan họ đang cầu mong rồi, ơi, Bắc Trâm lên, Bắc Trâm lên, Bắc Trâm lên. Tất nhiên thì cũng có nhiều người cũng không muốn Bắc Trâm lên, cầu mong không có Bắc Trâm lên. Ở châu Âu họ không muốn Bắc Trâm lên, ghét Bắc Trâm lắm. Châu Âu là ghét Bắc Trâm lắm nha. Châu Âu là không thích Bắc Trâm. Ở châu Âu là phần lớn là đảng xã hội là anh em cùng cha khác ông nội với đảng dân chủ. Mà đảng xã hội ở tại châu Âu nó mạnh khủng khiếp luôn. Cái đảng xã hội đó, đảng cánh tả đó, nó mạnh khủng khiếp. Nên là không thích Bắc Trâm. Báo chí ở châu Âu là 75-80% là mỗi ngày Nguyên đọc là đều nói xấu Bắc Trâm hết. 75-80% là nói xấu Bắc Trâm hết. Đấy. Nhưng mà thôi, đó là cái quan điểm xã hội chính trị của người ta, ai cũng có quyền quyết định. Cái điều đó Nguyên nói là chúng ta sống ở đất nước tự do, chúng ta tôn trọng quan điểm đối lập. Nguyên chỉ có nêu lên những quốc gia nó có nêu lên định mệnh mà người ta muốn Bắc Trâm lên mà thôi. Còn riêng biệt về Ukraine thì Nguyên nói thật tế, các quý vị là người Ukraine họ cũng hoang mang lắm. Vì họ đã nghe quá nhiều tin xấu đến từ châu Âu, họ nghe quá nhiều tin xấu đến từ nhiều thứ. Nên họ cũng không biết là Bắc Trâm lên có giúp đỡ họ không, họ cũng sợ lắm á. Nguyên nghĩ là người dân Ukraine họ đang bị tác động rất là lớn đến báo chí truyền thông của cánh tả rất là nhiều. Mà Nguyên nghĩ là người dân Ukraine họ rất là lo. Họ không có một cái nhìn quá tích cực về vấn đề Bắc Trâm lên sẽ có thay đổi và giúp đỡ họ. Thực tế, đó là cái nhìn báo chí của Ukraine, mà tại vì báo chí Ukraine thì Nguyên đọc mỗi ngày. Thì nên là Nguyên nhận định cái điều đó. Qua báo, họ không dám nói cái gì hết. Nguyên phải nói một câu trung thật là báo chí Ukraine họ không ủng hộ ai cả. Họ cũng không nói vấn đề bầu cử của Mỹ nhiều. Họ cũng không nói về bầu cử của Mỹ nhiều. Nhưng họ đã tỏ vẻ ra một cái nét là hoang mang trong vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Chứ họ không dám nghiêng về bên này hay nghiêng về bên kia. Họ không dám. Nguyên đọc rất là nhiều tờ báo của Ukraine. Họ rất là thận trọng về vấn đề bầu cử của Mỹ. Bầu cử của Mỹ. Đó là những cái quốc gia. Bây giờ Nguyên hỏi là mấy bác ở Việt Nam, theo mấy bác là đảng nhà nước Việt Nam với lãnh đạo Bác Tô Lâm, và có bữa nay thì có một cái chuyện là có tân chủ tịch mới nữa nha. Việt Nam chúng ta ủng hộ ai? Việt Nam chúng ta bây giờ thích ai? Thích cô Harry hay là thích Bắc Trâm? Theo các quý vị, Nguyên không hỏi các quý vị nha, Nguyên không hỏi cá nhân của các quý vị. Đặt cái vai trò mà các quý vị ở Việt Nam thì các quý vị biết á, các quý vị biết á, là cái tâm trạng của mấy ông bác bên Việt Nam của mình á, mấy ông lãnh tụ đó, mấy ông thích ai? Chứ cá nhân của các quý vị thì Nguyên không có hỏi rồi. Theo các quý vị lãnh tụ Việt Nam, như là Bác Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính nè, bây giờ Chủ tịch nước là như là Tân Cường nè, chút nữa Nguyên lấy cái tấm hình cho các vị biết không, tân Chủ tịch nước Việt Nam. Theo các quý vị là thích ai? Thích Trâm hả? Mấy bác nhà ta thích Trâm hả? mấy bác thích Trâm à, Nguyên không biết là mấy bác là thích như thế nào, không biết. Thì tất nhiên là cái ảnh hưởng đối với Nguyên ha, theo cái nhìn của Nguyên á, nếu mà mình nhìn theo một cái cách khác, khách quan một chút xíu thì họ, Đảng Cộng sản Việt Nam thì thích cô Harry hơn. Thích cô Harry hơn.
Đảng Cộng sản Việt Nam thì thích cô Hà Tiên. Người dân Việt Nam thì thích Trump hơn. Người dân Việt Nam thì thích bắt Trump hơn. Nhưng mà đối với Nguyên thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì thích cô Harry hơn. Lý do Nguyên nói cái đó nó không phải, bởi vì cái cách ban giao của cô Harry á, ngoại giao của cô Harry á, nó mềm mỏng hơn, nó không có quyết đoán và nó cũng không có ăn miếng trả miếng giống như Bắc Trump. À, đối với Bắc Trump mà Việt Nam mà làm lơ mơ đó, mày gian lận rồi mày gian thương rồi mày làm ăn không có đàng hoàng đó, là ổng quất liền, ổng quất cái nền kinh tế liền đó. Nên là làm ăn với Bắc Trump á, là Việt Nam mình khó khăn hơn. Tại mình chỉ có làm ăn ban giao thương mại thôi. Làm ăn với Bắc Trump thì nhà nước đảng Việt Nam chúng ta thì khó hơn. Tại Bắc Trump bắt làm ăn bác có đàng hoàng lắm. Ổng là thương mại mà. Cái gì ổng cũng là đưa lên cái bàn cân lợi ích hết. À, bàn giao chúng cho ổng với chính quyền và ổng giúp thì ổng giúp đó. Nhưng mà đối với ổng là nó phải có một cái gì đó nó thăng bằng. Làm ăn với ổng mà cà chớn là... Đó. Alo, chúng mình có lỗi của chú anh chị em, các bạn có nghe được âm thanh là hình ảnh rõ không? À, nếu các quý vị nào nghe được âm thanh và hình ảnh rõ là chúng mình số 1, tại vì nó mất nét nãy giờ. Ở đây lâu lâu nó mất nét như vậy. À, ok. Wow, nghe không biết sao mà nó... Mạng sao nó tự nhiên nó cắt tới đứt hoài. À... mong là nó không có vấn đề. Đang chương trình chúng ta đang nói về cái đề tài của Việt Nam. What happened? Chuyện gì nó đã xảy ra? Ok, thôi. Yeah, nó bị lắc, nó bị tắt hoài. Không biết là mỗi lần nói đến mấy ông bác Việt Nam mình là sao nó tắt hoài, quý không hiểu. À rồi thôi, một cái khuôn mặt là phải cần giới thiệu cho mấy bác đó, khuôn mặt đẹp trai. Lúc nãy đưa cho các bác khuôn mặt đẹp gái, rồi bây giờ chuyển sang cho các bác khuôn mặt đẹp trai. Các bạn nhìn cái khuôn mặt này nhá, nhớ cho kỹ nhá. Chờ Nguyên ba giây của chú anh chị, không biết là sao kỳ vậy. Đây. À, chúng ta nói một chút xíu về để chờ Nguyên 3 giây, Nguyên chổi cái này một cái nó không, cái camera Nguyên lại mờ rồi. Nguyên mong là nó không bị lag nữa và camera nó rõ hơn một chút xíu. À, chúng ta nói về chút xíu về tân chủ tịch nước một chút xíu. À, Nguyên cũng không nói nhiều. À, vì nói chúng ta biết thì chúng ta cập nhật cho mấy cô chú anh chị em ở Việt Nam trong nước thì biết rồi. Nói cho các quý vị ở ngoài nước để theo dõi thôi. Để cho biết là ngày hôm nay là chính thức công bố đảng và nhà nước. Chính thức công bố là Lương Cường sẽ giữ cái chức vụ là chủ tịch nước. Đó. Thì Nguyên đọc một chút xíu về lý lịch. À, xuất phát từ quân đội, đào tạo học ở Trung Quốc, đó, đào tạo học ở Trung Quốc, à, xuất phát từ quân đội, đào tạo học ở Trung Quốc. Vậy thì chúng ta nhìn lại đất nước Việt Nam, Nguyên đọc cái lý lịch sơ thôi nha, nó có nhiều lý lịch khác thì Nguyên không có biết. Thì chúng ta đều biết là cái chức vụ mà chủ tịch nước đó, nói thật với các quý vị là một cái chức vụ nó khó sống lắm. Từ đó tới giờ các quý vị thấy là Bác Phúc nhà ta nè, Bác Thưởng nè, khó sống lắm. Cái chức vụ chủ tịch nước là cái chức vụ nguy hiểm lắm. Tổng bí thư thì ngon lành cành đào, thủ tướng thì ok, chứ chủ tịch nước mệt lắm. Đó, chúng ta đã thấy bao nhiêu người đã gớt đài với cái vị trí chủ tịch nước rồi. Ha, cô chú anh chị em ha, đó là cái chủ tịch nước này nó là thực tế là nó cái ghế này ngồi đó nó không được im. Chứ không phải giống như cái ghế Nguyên ngồi đâu, cái ghế chủ tịch nước nó ngồi không được im. Thì bác chủ tịch nước này đó là hiện bây giờ là bác xuất thân từ quân đội đó, thì trong em nói là hiện bây giờ bác Tô Lâm đến từ công an, chủ tịch nước đến từ quân đội,
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhưng cũng đến từ công an, phải không? Nếu mà Nguyên nhớ không sai là như vậy. Các vị khẳng định cho Nguyên cái điều đó coi. Phải bắt Thủ tướng Phạm Minh Chính nhà ta cũng đến từ Bộ Công an không? Để cho Nguyên Nguyên khẳng định là nhiều khi mình lỡ mà nói sai mà con của bác người ta bắt bẻ nữa. Nói chung là mình thấy rõ được ngày hôm nay đó là đất nước Việt Nam mình đang lãnh đạo hay là cai trị toàn là lực lượng an ninh không. Lực lượng an ninh không. Ghê thiệt. Cũng giống như cảm giác là đất nước Việt Nam mình sắp chiến tranh vậy đó. Thường các vị biết đó, ở nước ngoài ít có ai mà bỏ phiếu bầu cử cho mấy ông mà an ninh đó. Trong an ninh là Bộ Công an, Bộ Quân sự nè. Không có ông nào làm tổng thống hết. Hiếm ơi là hiếm. Lâu lâu mới có một ông trong quân đội hay là trong lực lượng cảnh sát làm ứng cử viên cái này, ứng cử viên cái kia. Vì vấn đề ôi, cái mạng ở đây nó bị yếu quá. Trung Yên Mạo Pháp ngừng chương trình ở đây chắc các vị. Mạng nó yếu quá, giờ nó tự hình nó yếu quá, không cách nào làm chương trình được. Trung Nguyên mạng phép ngừng chương trình ở đây. Chúng ta dành chương trình của Việt Nam. Nói tới Việt Nam là nó yếu rồi, lúc nãy nói với Mỹ thao thao bất tuyệt thì không bị gì hết. Mới vừa nói tới Việt Nam được vài câu là mạng nó yếu à, nó ngộ vậy đó. Hình như cái mạng nó nghe tiếng Việt Nam nó sợ cái gì đó. Nghe nói thông tin chính trị Việt Nam cái mạng nó nghéo. Bye bye các quý vị. Bye bye của cho anh chị em mạng yếu rồi. Nói thông tin chính trị Việt Nam mạng yếu và Trung Nguyên ngừng đi, nếu không chúng ta cũng làm là được. Ngày mai Nguyên sẽ gặp lại cô chú anh chị em nha. Bye bye.